chương trình Thế giới trong tầm tay với Trần Nguyên Thắng và Nhất Anh phụ trách. Kính chào khán giả của Người Việt TV. Nhất Anh kính chào anh Trần Nguyên Thắng. Chào Nhất Anh. Thưa anh Thắng và cũng như thưa quý vị và khán giả, thì trong một dịp trò chuyện thì mình đã nói đến đất nước Cuba rồi. Thì cái đề tài hôm đó mình nói là anh Thắng có nhớ là mình nói về điếu xì gà Cuba. Dạ đúng rồi. Thì nếu mà quý vị và khán giả muốn coi lại cái video clip đó thì mình có thể vô YouTube và search về cái tựa đề đó là điếu xì gà ở Cuba. Thì mà bữa trước á, anh Thắng có nói á, là hãng cái Cuba thì không có phải nổi tiếng về xì gà đâu mà còn có nhiều cái chỗ khác nữa mà mình đi nữa. Đúng. Xì gà chỉ là một cái biểu tượng của Cuba và rất là nổi tiếng trên thế giới. Thì đó là một cái đặc sản và văn hóa riêng của Cuba. Thế tuy nhiên nếu nói về tất cả những cái điểm khác thì chúng ta có rất là nhiều điểm để có thể nói đến. Nhất là chúng ta có thể đến khi đến du ngoạn ở Cuba đó. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đến những thành phố nổi tiếng của nó, thì đầu tiên phải nói đến là Havana. Havana vừa là thủ đô về hành chính, vừa là thủ đô chính trị, vừa đồng thời là thủ đô về kinh tế. Và ở đây chúng ta xem được rất là nhiều thì Cuba đã để lại những cái gì ở cái thành phố Havana. Chúng ta đến Havana thì chúng ta có thể thưởng ngoạn được đó. Chúng ta nhìn được những cái tận mắt những cái điều đó. Nghe tới cái tên Havana là nhanh có cảm giác giống như là một cái là rất là tropical đó anh Thắng. Có đúng như vậy không? Thì đất nước Cuba là một đất nước tương đối là ngang với cái Mexico. Nó tầm thuộc về Trung Mỹ. Nhưng mà nó nằm trên cái vùng biển gọi là Caribbean. Và Cuba là một trong những cái đảo, quần đảo lớn nhất trong cái khu vực của Caribbean. Và khí hậu của nó dĩ nhiên là chúng ta biết là nó thuộc loại nóng, chứ nó không có gọi là quanh năm suốt tháng đều nóng hết anh. Tương đối là quanh năm suốt tháng. Nhưng mà cái thời mùa có lẽ dễ đi nhất với người Việt Nam chúng ta đó, có thể chúng ta đi vào cái khoảng mùa đông và mùa thu. Mùa đông và mùa xuân, xin lỗi. Thì đó là cái khoảng mùa đó là tương đối dễ đi nhất và có lẽ mát mẻ nhất. Ồ, nghe anh Thắng nói nãy là nó nằm trong những cái vùng đảo Caribbean, có nghĩa là nó sẽ không có thuộc Nam Mỹ hả anh Thắng? Không, Nam Mỹ là phía dưới nữa. Tại vì nếu chúng ta nói đó, thì Bắc Mỹ chúng ta bao gồm Mexico với Hoa Kỳ và Canada gọi là Bắc Mỹ. Và sau dưới Mexico cho đến Panama ta gọi là Trung Mỹ. Và cái vùng biển của Caribbean mà nó ngang với Mexico. Thành thử nó như gọi là vùng biển Caribbean thôi. Còn sau Panama trở xuống cho đến tận cùng vì phía gần Nam Cực thì gọi là Nam Mỹ. Vậy là nhờ anh Thắng thì hôm nay anh mới học thêm được cái mới là Cuba không có phải thuộc Nam Mỹ. Thì đợt trước thì mình có nói về điếu xì gà ở Cuba là ở một cái thành phố khác, là thành phố tên gì anh Thắng? Vinales Valley, đó là cái khu vực thung lũng. Và đây cái thung lũng này thì người ta cho tôi biết đó là cái vùng rất nổi tiếng về nơi sản xuất những điếu xì gà Cuba. Và ở đây thì chúng ta cái gì trong cái kỳ trước chúng ta nói đó, thì chúng ta đến chúng ta có thể thăm một cái trang trại và ở đây người ta sẽ có những cái hàng mẫu hoặc là người ta hướng dẫn cho mình xem một cái điếu xì gà Cuba được hoàn thành như thế nào. Vậy thì ở thành phố Havana thì có nổi tiếng hay là biểu tượng gì hay những cái gì để đi ở đây? Ở Havana thì dĩ nhiên nó là một cái thủ đô và nói về những cái nổi tiếng của nó thì một cái đặc biệt mà tôi rất là thích thú khi đến Havana là tôi biết được ngày xưa nhà văn nổi tiếng của nước Mỹ đó là Miller Hemingway. Hemingway là ông đã từng sống ở Havana một thời gian khá dài và chúng ta đến Havana ngày nay đó chúng ta vẫn có cơ hội đến thăm cái ngôi nhà ông ngày xưa đã sinh sống và những cái con thuyền, cái thuyền của ông. Thì Hemingway là một người rất là thích thú đi săn bắn và đi câu cá. Thành thử ông có để lại ở khu ở Havana rất là nhiều kỷ niệm và những cái kỷ niệm của ông Hemingway, tức là nhà văn lỗi lạc của nước Mỹ, ông là người đã viết cái cuốn Ông già và biển cả đó. Thành thử nếu như khách đến Havana và chúng ta có cơ hội chúng ta được đến thăm nơi mà một cái nhà văn của Hoa Kỳ đã từng có một cái liên hệ với một cái đất nước Cuba trong suốt một thời gian cho đến lúc ông mất. Thì đó là cái đó là mình du khách tới thì mình có thể tới đó để mình coi. Tuy nhiên thì cái đó là cái mà mình phải có cái request trong cái chuyến đi itinerary, cái chương trình đi tour. Chứ không phải là muốn đi. Chứ không phải là tự nhiên. Không thì mình muốn đi thì mình phải nhờ người ta mình đi. Còn giả thử chúng ta muốn đi chơi riêng thì chúng ta cũng có thể tìm tới, không sao cả. Nhưng mà những nơi chốn đó thì đó là những cái điểm mà tôi nghĩ là chúng ta ở Hoa Kỳ thì chúng ta thấy một cái sự liên hệ giữa đất nước Hoa Kỳ và đất nước Cuba về cái văn chương chẳng hạn. Thì chúng ta cũng có một cái số những cái điểm mà chúng ta có thể đến thăm.
Thì ngoài ra thì có bên ở thành phố Havana nói chung nói riêng và cái đất nước Cuba nói chung thì có bị ảnh hưởng của châu Âu hay là ảnh hưởng của những cái nước khác Ồ, không? nếu mà nói có ảnh hưởng của Âu Châu đó Dạ. thì cái đầu tiên cái nước mà ảnh hưởng đến Cuba nhiều nhất có lẽ là Spain. Dạ. Spain là một đất nước đã từng đã tìm ra châu Mỹ, đã Dạ. tìm ra Cuba và họ đã có một thời gian thống trị ở Cuba một thời gian khá dài, Dạ. và cho đến bây giờ chúng ta đến Cuba, đến Havana chúng ta vẫn được nhìn thấy những cái kiến trúc building nhà cửa theo kiểu Spain. Dạ. Và ở đây thì chúng ta để ý thêm điều là người Cuba họ nói tiếng Spanish, Dạ. thành thử chúng ta sẽ có gặp một số những cái hình ảnh rất là Âu Châu, đặc biệt là nhất là Spain, Tây Ban Nha đó. Dạ. Và nói thêm nữa là cái ngoài cái kiến trúc lai Âu Châu, ảnh hưởng từ Âu Châu, chúng ta đến đây chúng ta nhìn thấy sự cũ kỹ cũng như là cái sự nghèo nàn qua một cái thời gian họ đã phải chung sống với cái chế độ gọi là cộng sản, nhất là sau cái vụ mà Liên bang Xô Viết bị sụp đổ tan rã đó thì Cuba đã bị ảnh hưởng rất là nặng, tại vì kinh tế của họ phần lớn là dựa vào cái kinh tế của Liên bang Xô Viết ngày xưa rất là nhiều, nhưng mà sau khi cái đế chế cộng sản nó sụp đổ thì cái nó không còn chỗ dựa nữa và họ cũng bị lao đao, đồng tiền Cuba hoàn toàn mất giá và chúng ta đến Cuba ngày nay chúng ta không còn xài cái đồng tiền Cuba peso nữa, tức là đồng tiền Cuba đó, mà bây giờ chúng ta đến Cuba đó thì chúng ta sẽ phải dùng đô la, chúng ta đổi sang cái loại tiền của Cuba nó gọi là cúp, cúp có nghĩa là CUC đó, có nghĩa là cái loại đồng tiền được đổi sang cái đồng tiền riêng biệt và chỉ có người du khách khi đến nó phải đổi ra cái đó, tức là một đô la của mình bằng một đồng tiền cúp và mình tiêu xài theo cái tiêu chuẩn đô la. Nhưng mà giá cả thằng ở bên ở đó thì có đắt đỏ như có bằng ở bên đây không hay là nó rẻ hơn Nó rẻ hơn rất là nhiều chứ. Thế tuy nhiên mà họ muốn du khách đến thì xài tốn kém theo kiểu của du khách, tức là xài được tiền theo kiểu Mỹ. Mình có hình dung một cái lương đô la, lương của cái người bên nhân công ở bên đó có thể là họ chỉ 30 đến 40 đô la một tháng chẳng hạn, mà 30 đô la một tháng là mà có chừng cứ cho là 40 cúc đi nhá, mà trong khi đó chúng ta sang đó một đứa bé 10 tuổi có thể nó vẽ một bức tranh, nó làm nó nói chuyện với du khách và nó muốn bán một bức tranh cửa nói cho du khách, nó bán mình hai ba cúc hay là hai cúc chẳng hạn, tức là 2-3 đô la, nhưng mà cái hình dung một đứa bé nó vẽ một tấm hình chỉ bằng cái tờ giấy như thế này, đúng không? Và sau đó thì nó bán cho mình một cái giá là bằng 1/10 lương của một cái nhân công ở đó, thì chúng ta thấy là đời sống rất là đắt đỏ với du khách nhưng mà rất là rẻ với cái người dân bản xứ, có nghĩa đời sống người dân bản xứ tương đối là khá thấp so với cái tiêu chuẩn Hoa Kỳ của chúng ta.